Chào mừng mọi người đã quay trở lại với ngôi nhà nhỏ của Cá Long. Mình là Omira đây. Vậy là một tháng nữa cũng đã trôi qua. Thời gian nhanh quá các bạn ơi. Ở đây có ai có thói quen ghi chép lại những hoạt động hay những sự kiện đã xảy ra trong tháng vừa qua không? Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương, vân vân và mây mây đã lỗi thời và rất là nhàm chán đúng không các bạn? Và lợi ích của việc viết nhật ký có khá là nhiều. Vậy làm sao để duy trì được việc viết nhật ký này chứ? Và ở video lần này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo riêng cho mình những trang nhật ký xinh xắn từ quyển sổ còng nhé. Và đồng hành của việc viết nhật ký ngày hôm nay là em Binder cộng sắt size A4 của nhà Cá Long. Đây cũng là em sổ ra mắt cách đây không lâu, với mẫu giấy caro được kẻ bằng các nét đứt. Và trong Binder còn có cả các tab phân trang để phân tách nội dung như thế này đây. Quyển nhật ký hôm nay của mình gồm có 4 phần, gồm nhật ký đọc sách, nhật ký tập thể dục, nhật ký chi tiêu và phần journal ghi lại cảm nghĩ trong ngày. Giờ thì mình sẽ tận dụng các em tab phân trang này để phân biệt 4 phần nội dung của sổ nhật ký. Đầu tiên thì mình sẽ viết tên của phần nội dung lên giấy, trang trí rồi cắt chúng ra để dán lên từng tab. Ở phần trang trí các tab trong nhật ký này thì mình sẽ trang trí một cách đơn giản, chủ yếu là dùng washi tape nhiều màu để đánh dấu trang. Và trên các miếng đánh dấu phân trang thì mình sẽ ghi tên của 4 nội dung vào. Bút mình đang sử dụng là bút lông đen góc cùng. Và ta-da! Sau một hồi thì mình cũng đã hoàn thành 4 tab phân trang rồi. Giờ thì hãy cùng mình bắt tay vào việc trang trí các bố cục cho tuần lại nhật ký thôi. Tháng 4 với thời tiết sắp vào hạ như thế này thì mình sẽ chọn chủ đề những quả cam. Đầu tiên, mình sẽ trang trí bố cục cho nhật ký đọc sách. Chúng ta không thể phủ nhận lợi ích của việc đọc sách. Sách không những mang lại tri thức, mà còn cho ta những vốn từ phong phú, đồng thời trau dồi những kinh nghiệm cũng như nhiều kỹ năng khác của bản thân. Mỗi ngày dành ra một vài phút để đọc những quyển sách mà mình yêu thích. Nếu như bắt gặp những trích dẫn thú vị hay là những câu nói hay của tác giả, thì liền ghi vào trong quyển nhật ký đọc sách của mình. Như thế thì việc viết nhật ký rất là thú vị phải không các bạn? Mình sẽ vẽ 30 ô vuông để tượng trưng cho 30 ngày trong tháng. Đối với nhật ký đọc sách thì mình sẽ chia bố cục làm 3 phần. Đầu tiên là ghi nhận lại tần suất đọc sách của bạn trong tháng. Phần thứ hai là phần tên sách của bạn đọc. Và phần thứ ba là phần các trích dẫn hay chúng ta có thể viết và ghi chú lại. Còn đối với việc ghi nhận lại tần suất đọc sách trong tháng thì mình sẽ thực hiện bằng cách tô màu các ô tương ứng với mỗi hoạt động là gồm có mỗi màu khác nhau. Và ở đây mình lựa chọn 4 từ khóa là đã đọc, không đọc, bắt đầu đọc quyển mới và đã đọc xong. Mỗi ngày dành một ít thời gian rảnh ra để tô các ô này thì cũng rất là vui đúng không? Vậy là mình cũng đã trang trí xong nhật ký đọc sách của mình trong tháng này rồi. Lúc nãy là đọc sách xong rồi, giờ thì mình cùng chuyển qua tập thể dục nha các bạn. Theo thói quen thì mỗi ngày mình thường dành ra một tiếng cho việc tập thể dục. Và chúng mình không nhất thiết phải đến phòng gym, các bạn cũng có thể tự tập tại nhà với các bài tập đơn giản. Như thế thì sức khỏe của bạn sẽ được nâng cao. Và cũng tương tự như ở nhật ký đọc sách, mình cũng vẽ tượng trưng các ô vuông của các ngày trong tháng. Đối với loại nhật ký này thì mình cũng chia ra làm 3 nội dung chính. Đầu tiên là theo dõi tần suất tập thể dục của bạn, thứ hai là cân nặng và thứ ba là mục tiêu. Theo thói quen của bản thân thì đối với nhật ký tập thể dục mình sẽ chọn các từ khóa như là thân trên, thân dưới, eo, cardio hay là nghỉ ngơi. Thì theo như hiện tại mình sẽ xếp xen kẽ các bài tập với nhau và qua đó thì các nhóm cơ sẽ được phát triển và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Đối với phần mục tiêu thì mình sẽ viết ra các chỉ số của cơ thể cũng như là cân nặng mà mình cần đạt được trong tháng đó. Và khi nhìn vào đó thì mình lại có thêm động lực để rèn luyện bản thân. Vậy là mình cũng đã hoàn thành xong nhật ký tập thể dục rồi.
Và tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với nhật ký chi tiêu. Đối với bản thân mình thì nhật ký chi tiêu rất là quan trọng vì chúng ta có thể theo dõi được chi tiêu của bản thân. Ở nhật ký chi tiêu này thì sẽ khác với hai nhật ký trước. Mình sẽ vẽ một bảng gồm 4 cột. Cột đầu tiên là cột ngay, thứ hai là sự kiện, thứ ba là dấu cộng, thứ ba là cột mang dấu cộng, tượng trưng cho số tiền mà chúng ta nhận vào. Và cột cuối cùng là dấu trừ, tượng trưng cho số tiền mà chúng ta chi trả. Và các bạn cũng đừng quên vẽ một khung tiết kiệm tiền nhé. Như thế thì mình cũng đã trang trí xong 4 cột của nhật ký chi tiêu rồi. Giờ thì hãy cùng mình bồi đắp tâm hồn bằng cách viết cảm nghĩ của bản thân trong ngày nhé. Ở 4 cột của phần nội dung này thì mình sẽ không trang trí quá nhiều, mà chủ yếu trừ một khoảng không gian để có thể viết được các dòng cảm nghĩ của bản thân sau một ngày làm việc hay là một ngày học tập. Chắc hẳn trong chúng ta có rất nhiều tâm sự trong một ngày đúng không? Vậy là mình cũng đã hoàn thành xong 4 nội dung nhật ký rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và cũng đừng quên đồng hành và tiếp tục ủng hộ cho chúng mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.